Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 17 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay, mưa chỉ xảy ra vài nơi tại Bắc Bộ. Ngày mai trời có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 cho đến 30 độ. Độ ẩm không khí vẫn còn khá cao vào ban ngày, nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động giao thông đi lại. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều tối, ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ ở vùng cao nguyên và 30 cho tới 33 độ là nhiệt độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa quý vị, nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Phú Yên. Tại đây đã có mưa lớn do chịu tác động của không khí lạnh và nhiễu động của gió đông. Dự báo từ ngày mai Nghệ An giảm mưa, các tỉnh thành còn lại tại đây vẫn có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Thưa bà con, mưa lớn là một điều kiện bất lợi cho rau màu đang phát triển trên đồng ruộng. Vì vậy, bà con cần có những biện pháp tác động tích cực kịp thời nhằm giảm thiểu lượng rau màu bị thất thoát do úng hoặc là bệnh hại. Để chống úng cho rau màu thì bà con cần khơi thông dòng chảy, nạo vét, dõng luống, mương máng. Đồng thời, nếu thời tiết sau mưa có nắng gió thì cần vén màng phủ gần gốc cây để lộ đất cho bộ rễ được thông thoáng. Nước sẽ bay hơi nhanh hơn và nấm vi khuẩn cũng sẽ không phát sinh gây hại rễ cây nhiều. Nếu có điều kiện thì bà con nên bổ sung một lượng cho bếp nguội vào gần gốc cây để cho hút nước lên bề mặt nhanh. Đối với những diện tích rau màu mới trồng, mặt luống rau bị dí rễ thì cây con có bộ rễ chưa phát triển mạnh thì nên xới sáo nhẹ, phá váng mặt luống giúp cây hồi phục nhanh hơn, kết hợp với trồng rậm các cây bị khuyết để đảm bảo mật độ. Tuyệt đối không nên phá váng cho diện tích cây rau màu đã lớn lúc vừa tạnh mưa, nhất là các cây có bộ rễ phát triển sum suê, vì làm vậy thì rễ cây sẽ bị xây sát hoặc là đứt, nấm và vi khuẩn gây bệnh sẽ xâm nhập gây hại mạnh hơn. Do mưa lớn kéo dài nên là lượng nước bề mặt trong dưới ruộng ở tình trạng thừa đối với rau màu nên bộ rễ cây sẽ có nguy cơ bị úng gây nên hiện tượng vàng lá, nghẹt rễ và chết. Vì vậy bà con cần kích thích bộ rễ, hạn chế bệnh hại cho cây. Mưa lớn kéo dài còn là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn gây bệnh tấn công rau màu qua các vết xây sát. Vì vậy, sau khi mưa dứt, tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, thân lá cây không còn đọng nước nên phun thuốc phòng bệnh cho thân lá và bộ rễ rau màu. Bà con chú ý không nên bấm ngọn, tỉa cành hoặc là vặt lá gốc cho rau màu ngay sau khi mưa dứt vì sẽ dễ làm nấm vi khuẩn xâm nhập gây hại cây. Không nên sử dụng phân bón lá dầu đạm phun cho rau sau mưa vì dễ làm cây bị thối hỏng do bộ lá mềm mỏng, thân cây vóng mướt. Nếu dùng màng phủ nông nghiệp phủ rau thì không nên đục lỗ quá nhỏ, không nên che màng phủ kín mé luống xuống tận rỗng, vì làm vậy oxy rất khó lưu thông vào bộ rễ cây. Lượng nước thừa thoát ra ngoài luống cũng rất khó, nấm và vi khuẩn gây bệnh hại phát sinh, phát triển, gây hại rễ cây nhiều. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng nhẹ, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi thấp dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Phía Nam có nơi mưa to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho tới 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên có mưa rào và dông, có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 31 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.